Chào tất cả các anh em trên mọi miền tổ quốc nhá. Hiện tại em đang vẫn đang cơ sở 2 của em anh em nhá. Như vậy là con máy số 1, số 2, con máy Giang Ma 4TLV88 này và con máy Giang Ma 4TLV84. Con máy số 1, số 2 đã xong và bây giờ sang đến con máy số 3, con máy cuối cùng trong đơn hàng 3 con máy cho anh Giai ở trong Hòn Đất Kiên Giang nhá. Thì anh em mua hai con máy Giang Ma 84 thì con máy số 1 trong đơn hàng hai con máy Giang Ma 84 đã xong rồi. Và bây giờ sang đến con máy số 2 cũng là con máy số 3 trong đơn hàng cuối cùng 3 con máy nhá. Thì con máy này nó đẹp đâu, vẫn theo quy trình em sẽ giới thiệu cho anh em. Đây, máy này tất cả nguyên zin hết, bơm kim nguyên zin này, chưa tháo ra bao giờ này, ốc bơm này chưa tháo này, nguyên zin hết nha anh em nha. Rồi, có cái chỗ này là anh em thợ nó rửa giấy vào thì nó bị phụt mạnh và chóc chóc cái sơn ra, còn bảo hành máy nguyên zin hết. Máy nguyên zin chưa động ốc. Máy này là máy 4 xúc áp kim trong. Máy này anh em miền anh em Hòn Đất Kiên Giang là hay mua máy này về làm cái máy sạc pin của cái sạc pin máy bay anh em ạ, sạc pin máy bay 4TLV84 nha, máy còn nguyên zin hết. Đen xì luôn, đen nhánh luôn. Tất cả do ông đấy, các tay nguyên bản hết này anh em ạ. Chưa có đốc nào động chạm luôn nhá. Máy cực đẹp, cực chất luôn. Đây, cái bộ xả nó vẫn còn xanh nhất là chưa bị cháy sơn này. Máy nó khai thác rất là ít thôi anh em ạ. Đấy, cái gang xả nó vẫn còn xanh này. Máy cực đẹp luôn nhá. Đây, quá đẹp, quá mới. Đây, mới không anh em ơi. Quá đẹp luôn. Giang Ma 4TLV84. Máy này cứ có con nào là bán hết con đấy đấy anh em ạ. Có con nào bán hết con đấy. Đây nhá. Mới không? Mới không? Đẹp không? Thì vẫn theo quy trình em sẽ giới thiệu qua vòng tua và mã lực của nó. Con này lòng của nó là 84, vòng tua là 2001-2002 nhá. Nó là động cơ ở con máy cắt ra, nó có bu đi là động cơ máy cắt. Và mã lực của nó thì mã lực của nó khoảng 45-50 PS nhá. Máy zin chưa có một con đốt nào động chạm cả. Bây giờ em sẽ cho em thợ test lỗ để đăng lên kênh bán hàng. Còn thì em đã gửi cho anh Giai ấy rồi. Em đã gửi cho anh Giai ở trong Hòn Đất, anh ok hết rồi. Lỗ đi Linh ơi. Lỗ anh. Đẹp quá anh em ơi. Toàn hàng led đèn led siêu phẩm thôi. Em du luôn. Cho nước vào. Cảm giác không có tiếng động luôn nhá. Không có tiếng động luôn anh em ạ. Em du luôn. Quá êm anh em ơi. Ra thế là bỏ cái lắp ra. Em du luôn. Tay đó cái quạt đẹp vào. Bỏ bắn cái quạt ra. Cái quạt vào. Lắc hai cái quạt đẹp vào. Thả bó ấy. Quá lẹt. Em du luôn. Không có một tí đổ hơi nào luôn nhá. Tắt đi. Thay cả cái đấy luôn rồi. Cái nào có nào đẹp hơn thì điểm 10 cho chất lượng rồi anh em ạ. Điểm 10 cho chất lượng rồi. Máy này là tất cả nguyên zin, em đã chọn lựa kỹ càng rồi nhá anh em nhá. Trước khi lổ máy, và thực ra là em đã lổ trước gửi cho anh Giai ở trong Hòn Đất Kiên Giang rồi. Anh ấy ok hết rồi. Đây là em chỉ lổ lại để đăng lên trên kênh TikTok với YouTube để cho tất cả anh em cũng biết là bên cơ sở em
những cái dòng máy này là còn rất là nhiều nhá, toàn máy đẹp thôi. Máy đẹp thôi, anh em nếu mà có nhu cầu thì cứ liên hệ cho em. Mua buôn mua lẻ đều đáp ứng được hết. Và đặc biệt nữa là nếu mà mọi người có mua hàng ở trên anh em có các loại động cơ xe tải của anh em ấy có nhu cầu muốn thay ấy, nó bị hỏng anh em cần thay máy ấy. Anh em các loại xe tải, xe thùng, xe ben, xe khách, xe đầu kéo hoặc là các loại động cơ máy múc, máy đào, máy công trình, máy tàu thuyền ra biển đánh cá, máy hút cát. Các loại động cơ máy hút cát ấy hoặc là động cơ máy gặt, máy thủy, chế cháo vào ghe xuồng, tưới tiêu, tất cả các loại nhá, máy phát điện hay gì, anh em cứ liên quan đến các loại động cơ là anh em cần mua gì hoặc là đổi từ cầu nhỏ lên cầu to, số nhỏ lên số to, máy nhỏ lên máy to nhá. Anh em có nhu cầu mua gì thì anh em cũng cần mua buôn mua lẻ thì anh em cứ gọi điện trực tiếp vào hai số điện thoại của em hoặc là nhắn tin qua Zalo hai số điện thoại của em nhá. Em sẽ tư vấn miễn phí cho anh em làm sao có thể mua được cái dòng sản phẩm nào đó phù hợp nhất với công việc và điều kiện kinh tế của anh em. Lúc nào cũng để cho anh em giá thợ để về anh em cùng làm luôn. Để cửa cho anh em giá thợ luôn nhá. Và cái điều thứ hai nữa là nếu mà lưu ý là anh em có mua hàng trên mạng ấy phải tìm hiểu cái cơ sở nào người ta làm ăn uy tín này, lắp của phát vào. Người ta làm ăn đàng hoàng uy tín này. Thì anh em hãng chuyển tiền cọc mua hàng nha. Đừng có vì hám rẻ rồi chuyển tiền cọc cho những người làm ăn không uy tín rồi bị người ta lừa mất tiền cọc nhiều lắm. Vì thế mà ở video nào cũng phải nhắc nhở để anh em biết đường hạn chế rồi vào những trường hợp như thế nha. Và cái điều thứ ba nữa là nếu mà anh em có máy móc của anh em hỏng hỏng hóc nó chưa nhiều ấy, chưa đến mức phải thay cả một con máy ấy, anh em cần mua cái đồ gì về để thay thế vào con máy của mình như lốc, trục, quy lát, bơm kim, đề phát, turbo, heo bọng hay bất kỳ cái bộ phận gì cả một con ốc rồi. Mà cái chỗ cơ sở đồ mới này, đồ cũ gần nhà anh em nó không có bán ấy, những cái đồ mà anh em không tìm được ấy, anh em cứ chụp ảnh gửi mẫu món đồ mình muốn mua qua Zalo cho em nhá, là em đều có thể tháo ra và bán cho mọi người được. Vì trong những ngày tháng qua em bán rất là nhiều đơn đồ vật gửi đi khắp các tỉnh trong cả nước luôn. Vì có những anh em người ta điện bảo anh ơi, anh giúp em bán cho em cái này với. Em tìm khắp nơi rồi không có, bây giờ không có nó thì xe không chạy được, máy không nổ được. Anh giúp em, thực sự là bán cái đồ vật nó không là lãi bao tiền đâu anh em ạ, nó chỉ giúp em quảng bá cái cơ sở của mình thôi. Sau này sẽ có nhiều người biết đến cơ sở của mình hơn. Nếu mà sau này anh em hay là bạn bè của anh em có nhu cầu mua máy móc gì thì chắc chắn là anh em sẽ nhớ đến mình và ủng hộ cho mình. Điều đấy là điều mình sẽ được nhá. Vì thế mà lúc nào sẵn sàng phục vụ anh em hết mình luôn. Như vậy là đơn hàng con máy Giang Ma 4TLV84, con máy cuối cùng trong đơn hàng 3 con máy Giang Ma cho anh Giai ở trong hòn đất Kiên Giang đã xong nhá. Máy lổ ngon không khói không đổ hơi. Cảm ơn anh nha, cảm ơn anh Giai vì đã tin tưởng và ủng hộ cơ sở của em. Chúc anh mua 3 con máy của em về sớm bán hết, toàn là những siêu phẩm thôi anh em ạ. Cảm ơn anh. Và mong sao anh em mình sau cái lô máy này lại có hợp tác những lô tiếp theo. Anh em đang có nhu cầu mua máy, cần mua máy về để bán này, về để sử dụng này, cứ liên hệ cho em nhá. Lúc nào cũng để giá đẹp, hàng đẹp, đảm bảo uy tín chất lượng. Cảm ơn tất cả các quý khách hàng đã dành ra những cái thời gian quý báu của mình để xem và theo dõi những cái video của em đã ra. Xin chân thành gửi lời cảm ơn mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video con máy tiếp theo nhá.